Câu hỏi kế, tụng kinh chú Đại Bi vào giờ nào? Có nên tụng vào buổi trưa, tụng 21 tiếng, 7 biến, 3 biến, 5 biến? Tụng Đại Bi có nên dừng lại một chút không ạ? Tụng kinh chú Đại Bi có lần tràn hạt và gõ mõ không? Vì con không có hai thứ đó. Con có thể không có tràn hạt mà con không thể không có cái mõ. Không có mõ lấy gì tụng. Thưa đại chúng, làm mình tụng không luận là chú Đại Bi, bất cứ kinh nào, giờ nào thuận tiện của mình tụng đều được hết, chứ không có ai quy định kinh nào phải tụng giờ nào, là một việc. Việc thứ hai, tụng bao nhiêu lần, đó là cũng tùy theo sức khỏe, thời gian của mình. Thứ ba, tụng có nên dừng một chút không? Chẳng những một chút mà nhiều chút nữa, tại vì không có dừng là đứt thở chết rồi. Tụng hết hơi rồi phải dừng là thở tụng tiếp chứ. Thành thử ra chưa trả lời là đã có dừng trong đó rồi, phải không? Thành thử ra mình tụng á, tụng kinh cũng vậy, tùy theo cái hơi. Nhưng mà nếu mình trì á, cho dù mình trì hay là mình tụng, tụng là nó ra tiếng, nó có âm có điệu. Còn mình trì là nó lâm râm. Còn mình đọc thì giống như là mình đọc vậy thôi, nó không có âm. Hễ nói tụng là nó có âm điệu. Và cho dù mình trì kinh, đọc kinh hay tụng kinh thì chúng ta đều phải có cái khoảng dừng để thở. Vì mình lấy hơi, mình thở, mình đọc thì dài chừng tùy, có nhiều người hơi ngắn đọc không nổi, nhiều người hơi dài đọc khá hơn. Nói chung là có cái khoảng dừng. Còn ở đây á, tụng chú Đại Bi có lần tràn hạt không? Thật sự ra thì không. Tại vì bài chú Đại Bi là nó nguyên bài. Trừ trường hợp mình muốn tụng bao nhiêu biến thì cứ lần là mình lần một hạt để lấy cái điểm số thôi. Chứ không phải là có nhiều người vừa tụng vừa lần lần vậy nè. Cái đó làm cho vui tai vậy thôi chứ nó có chánh niệm gì đâu. Bởi vì nó đâu có ăn khớp. Thí dụ ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta bấm hộ. Đây là một cái công cứ. Công cứ là mình để mình ghi chú thôi, để mình ghi cái số lượng thôi. Chứ còn có nhiều người vừa tụng vừa lần, vừa tụng vừa lần, chọn tu dữ nghe, vừa tụng vừa lần, cái này lần cho vui tai vậy đó, cái tai để không biết làm gì. Cho nên cái tràng hạt đó, người ta cầm trên tay là một hình tướng, là mình thứ nhất là mình trang nghiêm cái pháp tướng, thứ hai là để cho cái tai mình không có rảnh, phải không? Mình không rảnh không biết làm gì, cho nên thường đó là mình cầm cái sâu chuỗi để làm chi, để có hoạt động đỡ buồn. Đỡ buồn ngủ. Rồi thì nên quý vị yên tâm cái chuyện đó. Mình còn cả thứ ba nữa là mình tụng kinh có mỏ không mỏ không có sao hết. Vì cái chuyện mình tụng kinh có mỏ là mình nếu mình tụng có âm có điệu ê a. Và đặc biệt là cái mỏ đó làm chi biết không? Để mình tụng với chúng. Mình lấy cái tiếng mỏ mình làm cái nhịp để cho chúng người ta theo. Vậy mà có nhiều người còn theo không được nữa đó. Mặc dù mỏ nhịp nhịp vậy mà có nhiều người ta không theo được cái mỏ. Ta thuộc không thuộc gì mà ta tụng, một là ta tụng trước, hai là ta tụng sau, ta rề rề vậy đó. Thành thử cái tiếng mõ là để làm cái nhịp để cho đại chúng theo thôi. Cho nên cái người thỉnh mõ nó cũng vậy. Cái người thỉnh mõ gọi là gì? Gọi là duyệt chúng. Mình thỉnh mõ như thế nào để đại chúng người ta tụng mình ta hoan hỷ? Ta hoan hỷ là sao? Không quá nhanh, không quá chậm. Nhanh thì ta tụng không kịp, chậm thì người ta tụng nó rơi rớt, nó buồn ngủ, phải không? Mà tiếng lớn quá thì chói lỗ tai, nhỏ quá thì người ta nghe không được. Cho nên cái người thỉnh mõ rất quan trọng. Cái tiếng của mình nó có khi nó có lúc nó lên nó xuống. Khi mình thấy chúng hình như tụng hơi rời rạc thì tiếng mõ mình lớn lên, để làm chi? Để ta nghe cái tiếng đó, ta bắt nhịp trở lại. Mà khi mọi người trong chúng ta bắt nhịp rồi thì thôi, tiếng mõ mình lô xuống, lúc này mình không cần mình nữa, chúng ta theo nhịp rồi. Chứ không phải nói tôi là mõ, tôi phải làm việc đúng cái mõ. Rồi cái mõ nó cứ chăng chát lên, ta quay ra cái mõ bà này sao nó lớn quá, mõ ông kia sao nó to quá, phải không? Thì cái người tụng sao mà xuống ta hoan hỷ quá, bữa nay tôi tụng thời kinh được, không có quá nhanh, không có quá chậm. Vì vậy cho nên cái mõ là một cái sự bắt nhịp thôi, chứ không có gì hết. Còn ví dụ mình tụng mình có đua với ai đâu, phải mõ. Tụng một mình không cần thỉnh mõ.
Rồi thậm chí bây giờ quý vị trong cái ngày tự tu bát quan trai nè, ở nhà mình cúng quả đường cũng vậy. Thí dụ mình không có gì hết phải không, mình tự mình bắt cấn lên đọc không cũng được nữa, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Còn tay run quá bắt không được, để cái bát ngay trước nè, chắp tay cũng là một cái ấn. Này, đây là cái ấn nè, ấn Tam Sơn để bát cơm lên, ấn cúng dường bát để đây. Nếu mình tay khỏe thì bát ấn lên. Trời, có nhiều khi ở nhà có một mình mà không có ai tụng chung phải không, mà cũng cũng phải nghĩ là phải đủ cái khánh vậy. Này, còn không lại kẹp vô cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, chi cho nó cực khổ vậy phải không. Mà Phật mà nào mà ăn chậm là mình cũng khổ lắm á. Ăn lẹ đó con bỏ xuống chứ. Đó, thành thử ra cái này là mình biết là tất cả những cái pháp khí mình phải linh động trong việc sử dụng, nó không có một cái gì bắt buộc hết á. Đã là phương tiện, phương tiện là gì, là phương cái phương pháp nào tiện dụng cho mình xài gọi là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì chúng ta phải biết linh động, phải biết uyển chuyển. Nó không phải là cứu cánh, nó không phải là cứu cánh. Vì nó không cứu cánh cho nên chúng ta phải tùy duyên mà sử dụng, tùy hoàn cảnh của mình, tùy thời gian của mình mà chúng ta ứng dụng nó. Thì như vậy đó, mình mới hiểu được đạo Phật, mình mới hiểu được cái phương tiện của các tổ. Chứ còn không mình chấp vào các cái phương tiện đó, rốt cuộc phương tiện để giúp cho mình tiện lợi, mà ai ngờ đâu phương tiện làm khổ mình. Tất trật. Học giáo pháp cũng vậy, học giáo pháp để mình giải thoát mọi sự vướng mắc, mọi sự khổ đau, ai ngờ đâu mình học xong hồi vướng này vướng kia, khổ đau đủ thứ hết. Cho nên mình ở nhà mình bắt tự tu bát quan trai đó, để bát cơm trước mặt nè, đọc cái bài cúng dường cũng được, không cần chi mình phải bắt ấn. Còn nếu mình có bắt ấn thì khỏi chuông khỏi khánh gì hết, cứ đọc chậm rãi bình thường. Còn nếu mình không biết nữa, người Hoa ăn cơm mỗi ngày đơn giản lắm, các chùa Trung Hoa nếu mà những bữa cơm thường họ ăn niệm đơn giản, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường pháp giới chúng sanh. Cũng giống như Phật tử mình ở nhà, những cái bữa bình thường mình ăn cơm vậy, chắp tay lại đọc cái bài quán nguyện ăn cơm. Nếu mà không đọc năm quán thì cũng đọc một bài tưởng quán nguyện. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Thuộc bốn câu đó trước khi ăn. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo là một ơn rồi, ơn thầy, ơn mẹ cha là ba ơn rồi, ơn người tính chủ đàn na là bốn ơn rồi. Nhớ bốn cái ơn này mà mình lập một cái chí, con nguyện học đạo để làm gì? Để vị tha đáp đền, đáp đền cho tất cả mọi người, mọi loài. Cho nên một bữa ăn của mình mà nếu mình có chánh niệm thôi, bữa cơm nó tự nhiên mình ăn có ý nghĩa. Không có cần phải ăn chay mới đọc nha. Bình thường mình ăn cơm ăn bình thường của mình cũng cứ đọc, đừng có sợ gì hết á. Đừng có sợ vậy, nếu mà mình đợi tới bữa ăn chay, nhiều có nhiều người năm ăn có ngày mùng 1 à. Chắc vậy năm tu được có giây phút đó sao. Cho mình ăn cái gì cũng được hết, miễn làm sao trong khi mình vừa chuẩn bị ăn, cái món nào cũng do công lao khó nhọc của người ta làm ra cho mình ăn. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta ăn mà chúng ta ghi nhận cái ơn người làm. Hồi mấy đứa nhỏ nó đi vô chùa, nó trong cái những cái khóa tu đầu tiên, Pháp Hòa dạy đọc kinh rất đơn giản. Mấy đứa nhớ cái câu mà ăn xong rồi bắt nó đọc gì không? Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Nhớ không? Cái đó là những cái câu đó là của cả mười mấy 20 năm trước, khi mà các thầy các chú còn rất nhỏ. Các em bây giờ là thanh niên thiếu nữ ra đại học đồ hết rồi đó. Mà ngày xưa những năm tháng nó về đây, Pháp Hòa dạy nó có hai câu đó trước khi ăn. Trước khi ăn là vạn vật tranh sống, trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn xong rồi chắp tay lại,
cảm ơn tất cả, cho con no ấm. Một câu đó là đủ rồi. No là ăn mà ấm là mặc. Cha mẹ nuôi mình cho mình ăn và mặc, phải không? Thành thử ra chỉ cần mà giờ nhắc lại hai câu đó, cái tự nhiên mình nhớ lại cái thời mà những cái khóa tu của các em nhỏ, mà lúc đó một mình Pháp Hòa mà phải chăn cả trăm đứa như vậy, mà dạy mà theo cái nghi thức truyền thống nhưng mà đơn giản. Rồi câu hỏi kế. Thầy ơi, cho con hỏi đệ trong năm đệ chú Lăng Nghiêm là gì? Tại sao các kinh khác đều gọi là phẩm? Ấy trong trong các cái kinh á, phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3 đó, thì đây câu hỏi là tại sao trong các kinh kêu là phẩm mà đặc biệt ở Lăng Nghiêm á, chú Lăng Nghiêm kêu là đệ. Thật sự chữ đệ này là gì? Nó là thứ lớp. Thí dụ như Việt Nam mình đi học đó, đệ nhất cấp, đệ nhị, đệ tam gì đó. Không? Chữ đệ là thứ bậc thôi chứ có gì đâu. Đó. Thí dụ như bây giờ thì bây giờ Lăng Nghiêm á, chú này nó có 5 bài. Và mỗi một bài như vậy là người ta đặt gọi là thứ nhất. Thần chú Lăng Nghiêm thứ nhất, thần chú Lăng Nghiêm thứ nhì. Cho nên gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ gì đó. Không? Thì cái đây là thứ bậc thôi chứ không có gì hết. Còn nếu mà nói về phẩm, nếu nó là một cái chương đó, nó nhiều trang giấy và nó có nhiều ý nghĩa học hỏi trong đó, nhiều trang mới kêu là phẩm và chương. Còn ở đây cái khoảng nó không có quá dày, nó là một thứ lớp 1, 2, 3, 4 thì chúng ta gọi là đệ nhất, đệ nhị. Nó cũng cái ý nghĩa đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói phẩm, nói chương thì cái phẩm chương nó phải là cái nội dung nó dày hơn. Còn cái này nó chỉ có dừng vài chục hàng của một cái bài thần chú, cho nên gọi là đệ. Đệ là thứ lớp vậy thôi. À, gia đình con đã quy y Tam Bảo được 5 năm và gia đình con có duyên lành với ngôi Tam Bảo, thờ chư Phật chư Bồ Tát tính đến nay cũng gần 4 năm. Ba mẹ con nguyện ăn chay trường và con chỉ ăn 4 ngày một tháng vì sợ ba mẹ sợ con đi làm không có sức khỏe. Thời gian 3 năm trước, ba con rất chuyên tâm tu tập, đúng 12 giờ đêm lên ngôi lên Tam Bảo tụng đốt thắp nhang tụng kinh. Nhưng sau đó gia đình có biến cố, ba mẹ con xung đột với nhau dẫn đến việc cả hai cùng làm tổn thương nhau. Ba con bỗng dưng trở thành một con người khác. Ba con chỉ lên ngôi Tam Bảo đốt nhang, không trì kinh hoặc tụng chú Đại Bi. Có lúc thì không lên. Mẹ con nói với ba con về việc uống rượu bia là trong giới luật nhà Phật cấm, nhưng ba con lại nói ngang là giới luật nào nói vậy. Con có đôi lúc cũng khuyên ba con nếu không trì kinh nữa thì ba hãy đọc chú Đại Bi, nhưng ba con lấy lý do là đang suy tính việc hôn nhân của con sau này nên không có thời gian tu tập. Đại khái vâng nhiều lắm, thì đại khái là như vậy. Thì cái này là một cái trạng thái của cái người thối tâm. Nó có cái trường hợp thối tâm như thế này. Có khi mình mặc cảm tội lỗi, mình tu tập, mình biết kinh điển mà tự nhiên giờ mình thốt ra những cái lời nói, những hành động mình làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, tự nhiên mình mặc cảm. Mình cảm thấy là mình không xứng đáng lên trình diện với Phật nữa. Có những trường hợp như vậy. Hoặc là thấy rằng mình tụng kinh đồ cũng nhiều nhưng mà mình chưa có làm được những cái gì như mong muốn của mình, thì tự nhiên cũng buồn rồi thối tâm. Thì ở đây thì chỉ cần mình chịu khó khuyên, cái này là mình nhẫn nại khuyên lơn từ từ, chứ còn nó không phải là một cái nghiệp gì đổ ra, hay là không phải là do một cái trúng hay tà hay gì cả, mà nó ở cái mặt gọi là cái tâm mình bị thối. Có nhiều khi có những người, người ta không dám vô chùa. Vì sao? Vì người ta nghĩ rằng người ta là một con người tội lỗi. Người ta không có trước đứng trước Phật, người ta cảm thấy người ta không có được thanh tịnh, cho nên người ta không có dám. Đó là một loại mặc cảm. Cái mặc cảm đó gọi là gì? Tự ti. Phải không? Còn mình tự mình khoe khoang thì gọi là tự tôn.
cái nào cũng đều là một loại mặc cảm cả. Hồi sáng mình đọc kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc đó, thì Đức Phật dạy những cái tâm hành, những cái tâm ý mặc cảm như vậy đó. Mình thấy mình thua xúc người ta, mình không dám tới gần ai hết, đó cũng là một mặc cảm tự ti, tức là tự mình thấy mình thấp bé. Rồi lúc nào mình cũng cho mình là hơn hẳn, cho nên cái đó là một mặc cảm nữa, gọi là tự tôn. Mà cái tự tôn hay cái tự ti, hai cái đều làm cho mình tự tôn thì không ai ưa mình. Mình tự ti thì mình tách rời người khác. Và mấy cái đó đều không đúng. Chư Phật mới dạy mặc cảm hơn, thua bằng. Cả ba đều rối rắm. Cái nào nó cũng làm cho mình. Rồi trong năm, trong ngũ cái đó. Trong ngũ cái là năm cái chướng ngại mình đó. Trong đó nó có một cái gọi là hối hận. Bất tín nè. Giải đãi nè. Hôn trầm nè. Phóng dật nè. Rồi gọi là gì? Hối hận. Thì có nhiều vị mới nói, ủa, hối hận là tốt chứ tại sao mà hối hận là một cái trở ngại? Hối hận là tốt là trường hợp là mình hối hận, sau đó rồi mình phát nguyện, mình cải đổi thì mới gọi là hối hận tích cực. Nhưng mà có những người, người ta hối hận và vì người ta thấy người ta quá ư là tội lỗi, ta thôi hậu giờ không tu gì nữa hết, con người tôi đã làm một cái việc tày trời rồi thì bây giờ tôi không còn, thôi chắc có lẽ là cái duyên lành của tôi tới đây thôi, tôi không khe nữa, bây giờ tôi sống thả nhàn. Nói cái này thì ở trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Thì có một cái ông đó, ổng có một năm đứa con. Thì đùng một cái đứa con đầu nó chết đi, ổng mới đem lên núi ổng chôn. Chôn xong về tới nhà, cái mấy tuần sau cái đứa thứ hai nó chết. Rồi cái ổng làm đứa thứ hai xong rồi cái đứa thứ ba nó chết. Cái ổng nghĩ nó nói, trời đất ơi, tôi đâu có rảnh đâu mà đi làm mấy cái chuyện mà cứ chết rồi đi chôn hoài vậy, thôi tôi lên tôi giết luôn một lào hết rồi tôi đi chôn lần nữa cho nó khỏe. Cho nên rồi ổng lấy dao ông giết hết cả nhà, ông vợ con ông gì ông chém cho nó chết hết rồi ông đi chôn lần luôn. Thì cái câu chuyện đó gọi là giết con thành gánh. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, có những người trong cuộc đời lỡ làm một cái điều lỗi lầm, cũng có một phần ăn năn, nhưng mà cũng thấy rằng sao, thôi tôi làm tội rồi thì tội này tôi làm rồi thì không ai, chắc không ai tha tôi đâu, chắc không ai dung thứ cho tôi đâu, thôi tôi xả giàn luôn. Là bắt đầu người này bây giờ không còn một chút gì gọi là ăn năn hối hận nữa, mà cứ việc sống theo cái cách sống buông lung của mình thôi. Thì cũng có thể ba vị Phật tử này ở trong cái tâm trạng như vậy. Thấy rằng mình tu tập rồi cũng tinh chuyên, ai cũng nhìn mình là một người, một hình ảnh đẹp. Bữa nay mình đã làm như vậy rồi thì thôi, mình không có muốn người ta, mình cảm thấy mặc cảm lỗi lầm với Đức Phật nữa, vân vân. Thì cái này là do mình, người con đó, khéo léo vận dụng để chuyển hóa từ từ, giúp đỡ cho ba từ từ quay trở lại. Và tuyệt đối đó, thí dụ như những người như vậy đó, không nên đã nói những câu nói sốc. Ví dụ tu hành vậy đó hả, biết kinh nhiều mà vậy đó hả, biết luật nhiều mà vậy đó hả, thọ giới như dạ thọ giới rồi mà vậy đó hả, đệ tử của thầy nổi tiếng mà vậy đó hả. Có nhiều vị người ta hay nói những câu nói như vậy. Thì những câu nói đó mình không có phục thiện được người đó, mà mình chỉ tăng trưởng cái sự bực tức và cái sự xa rời của họ trên cái con đường tu tập càng xa hơn, tại vì cách nói của mình. Cho nên ví dụ như trường hợp vậy nó thôi, bây giờ ba không có làm được việc đó, thôi thì mỗi tối ba lên thắp nhang đi. Nếu mà ba không làm, nói thôi giờ con với ba mỗi tối hai cha con mình lên thắp nhang lại Phật. Con ba thắp nhang rồi con thỉnh chuông rồi cha con mình cùng lại với nhau, hay là cùng đọc một bài kinh ngắn với nhau. Đó là tùy theo cách mình. Nhưng mà tuyệt đối với những người như vậy, chúng ta đừng nên nói những cái câu nói như vậy. Nó sẽ làm sốc người ta lắm. Và tự nhiên người ta có cảm giác là sao? Mình đang châm biếm người ta. Mình đang nói những cái lời gọi là trên đầu, trên cổ người ta. Thì người ta sẽ càng xa rời hơn và người đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Và cẩn thận cái đó. Nam Mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nay con đã 45 tuổi, mở ngoặc nhỏ hơn thầy 1 tuổi. Chi tiết vậy đó. Con thì rất cứng đầu và ngang bướng. Con rất ủng hộ Phật giáo từ bé, nhưng con nghe Pháp thì ai con nghe, nhưng hình như